Vừa qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An tổ chức trao thưởng tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, đồng chí Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đồng chủ trì trao thưởng. Theo đó, vào ngày 11 tháng 4, trên quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã đấu tranh thành công chuyên án HT324, bắt giữ hai đối tượng gồm Ya Song, sinh năm 1993 và Keo Song, sinh năm 1999, cùng chú tại bản Thọng Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Lê Khăm của Lào, khi đang vận chuyển 44 bánh heroin, 60.000 viên hồng phiến, 10 kg ma túy đá, 10 kg ketamin vào nước ta tiêu thụ. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận được một người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên từ bên kia biên giới đến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để lấy số tiền công 12.000 đô la Mỹ, khoảng 300 triệu đồng. Trước đó ngày 4 tháng 4, tại địa bàn xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, lực lượng của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Nghệ An chủ trì phối hợp với các đồn biên phòng Mường Ải, Tam Hợp, Nậm Càn, Na Ngoi và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã đấu tranh thành công chuyên án NA1123, kịp thời bắt giữ hai đối tượng Cơ Sồng sinh năm 1994 và Cha Mình Vừa sinh năm 1978 cùng chú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhamxay của Lào đang vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp vào biên giới nước ta. Tiếp đó vào ngày 8/4 tháng 4, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng do phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng Nghệ An chủ trì phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã đấu tranh thành công chuyên án NA 424P. Lực lượng đánh án đã kịp thời bắt quả tang đối tượng Hờ Bá Hử, sinh năm 1992, trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cán, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang có hành vi vận chuyển, thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, một xe máy và một số vật chứng có liên quan. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các đơn vị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An trao thưởng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng bằng khen cùng tiền thưởng 50 triệu đồng đối với ban chuyên án HT324, tặng bằng khen cùng tiền thưởng 30 triệu đồng đối với Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn vì có thành tích đấu tranh thành công chuyên án NA424P, thưởng nóng số tiền 40 triệu đồng tặng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vì đã đấu tranh thành công chuyên án NA1123. Để kịp thời động viên lực lượng đấu tranh với tội phạm của Bộ đội biên phòng và các đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã trao thưởng số tiền 70 triệu đồng tặng cán bộ chiến sĩ tham gia đấu tranh ban chuyên án HT324. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định trao tặng bằng khen tặng 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy.